Xin chào tất cả mọi người. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách xử lý một chiếc máy lọc nước là bị dí nước, mà cụ thể là cái bơm nước. Đây, bơm nước mình đã tháo rời ra. Đây là của khách. Đây. Mọi người đã thấy các vết dí không? Đây. Đó, dí. Chỗ nào dí nước là nó có vết nhé, vết hay. Đấy. Thì cái máy lọc nước dùng lâu ngày thì cái bơm nước này thường có hiện tượng là dí nước, là do là các chất bẩn lâu ngày nó đọng ở trong này, nó kênh cái răng đến đấy, nó không kín và bị dí nước ra ngoài. Thì một là mọi người thay răng thì không được bền, mà thường mình thay cho khách là thay cả một cái đầu bơm như thế này. Đây, bây giờ mình tháo ra thay, hướng dẫn cho mọi người cách tháo và thay. Đây, thì cho mọi người tháo thì ở đây nó có 6 con ốc, thì mình chỉ cần tháo 3 con thôi nha. Đây, 3 con là ốc, con ốc này, ốc mà nó lồi như thế này thì không phải tháo nha. Đây. Thì mình tháo con này cho là 3 con nó gắn vào bơm này. Đây mọi người là tháo mấy con ốc lồi này để lấy nguyên nha. Ốc lồi là nó chỉ là cái đầu bơm thôi, cố định đầu bơm. Tháo 3 con ốc nữa. Để lấy cái tủ vít hai cạnh này cho nhá. Ok. Mới ra nè. Đây. Cạy mạnh nó ra thì nó ra nha. Thường máy dùng lâu này nó rất chắc, cạy rất khó ra. Đây, mình trồng này. Đó, mọi người thay đầu bơm này và lắp cái đầu bơm mới vào. Đây nó có cái G này, mọi người thấy cái điểm vát chưa? Thì lắp vào cái điểm vát của cái trục này. Nó mới vào được. Người nhớ nha, là lắp đúng chiều này. Cái chiều mũi tên này vào này, ra này. Là bình dưới chân này. Đó. Mọi người ngắm này, dưới cái chân đế của máy bơm này là nhìn thấy cái mũi chân đúng chiều như thế này là vừa là đúng chiều nha. Đây. Thank you.
lắp đầu bơm xong thì mọi người là không quên là lấy hai cái đầu cút này ra nhé, để lắp vào nhé. Đây thì sau khi lắp xong cút thì nó mọi người nhớ lắp thêm hai cút này. Đấy. Đấy, để lắp ống và lắp đơn giản vậy thôi. Thì nguyên nhân của máy lọc nước hoặc là cụ thể là cái bơm nước này bị rò nước thì lâu ngày cái chất bẩn vào nó làm hỏng cái gioăng hở thì dẫn đến chảy nước, thì ta thay cái gioăng hoặc là thay cái đầu bơm vào. Thay cái đầu bơm này thì chi phí nó cao một chút nhưng nó sẽ bền hơn. Thì tiện đây thì mình sẽ tháo cái đầu bơm này cho mọi người xem cái cấu tạo bên trong nó như thế nào. Đây, nó có 3 ốc thôi, đơn giản lắm. Đây, sau khi tháo xong ra thì nó như thế này. Nhìn trên là đây là cái buồng bơm, buồng để nước chảy ra, không có cái gì cả. Còn đây chính là cái gioăng, cái bộ này chính là cái gioăng. Lấy cái tủ vít hai cạnh tháo ra. Đây trên của gioăng. Cái lâu ngày đây thì nó gioăng, nó lệch cái gioăng này thì nó làm hỏng cái gioăng, cái chất bẩn làm hỏng cái gioăng thì sẽ dẫn đến máy sẽ bị chảy nước. Mọi người cái hiện tượng nha, hiện tượng là máy là chạy thì mới dí nước, còn mà máy ngắt thì không dí nước. Đấy, đó là hiện tượng. Rồi, mọi người có thể mua cái gioăng này tháo nha, về thay đó nha. Răng này thì rẻ hơn, nhưng mà thay thì nó sẽ thứ nhất là lâu, thứ hai là sẽ không chất lượng bằng thay cả đầu bơm. Đây là cái vòng này để đẩy nước, bơm nước thôi. Đó, không có gì cả. Đây là buồng bơm. Đó. Cái cấu tạo của cái đầu bơm nó như thế, buồng bơm và gioăng các kiểu thôi. Đó. Thì mọi người máy thì mà dí nước, do cái bơm này dí nước thì lên tay cả đầu bơm như này sẽ bền hơn cho máy. Thì chỉ ra mua về thay thì chỉ đơn giản thế thôi, thì mình tổng kết lại hiện tượng là máy chạy thì mới có dí nước, còn mà không chạy thì là không dí, thì là 100%, 99% thì là do dí cái bơm. Thì mình nhìn đơn giản lắm, khi mà bơm mình dí nước ấy thì tất cả các đây nó có cái vết bẩn này, nó bám vào tất cả, và khi mình cho máy chạy thì nước nó sẽ rớt. Nhìn nó đơn giản hơn, mua đầu bơm về xong thay thôi. Thì mọi người nếu thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho nó một like. Nếu không hiểu về chỗ nào cũng như muốn mình làm video gì thì hãy comment ở dưới, mình sẽ giải đáp và ra video cho mọi người. Những ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký, bấm vào cái chuông tất cả để không bỏ sót được những video của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.